Xin chào các bác nhá, hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em mình cái mẫu cắt cỏ bằng pin này. Nhà em hôm nay thì chỉ còn 10 con thôi, em sẽ thanh lý nốt cho anh em mình nhá. Thì cái sản phẩm em thanh lý cho anh em mình sẽ gồm có là một cái thân máy cắt cỏ này, rất là xịn sò luôn anh em. Và kèm thêm nữa là sẽ là một pin. Đấy, một sạc, kèm phụ kiện tháo lắp mở này, tay cầm này, ốp bảo vệ này. Và ở đây sẽ tặng kèm thêm cho anh em mình nữa là 5 lưỡi cắt cỏ này, 2 lưỡi cắt bằng kim loại này, anh mình có thể cắt những cây cỏ như cỏ voi này, và một lưỡi là lưỡi cắt phi 165 lưỡi cắt gỗ anh em nhé, để mình có thể cắt gỗ cắt cành này. Đấy, cực kỳ là đa năng luôn. Thì chọn bộ sản phẩm như này hôm nay em sẽ thanh lý anh em mình, giá chỉ có là 890.000 thôi. Đấy là chọn bộ sản phẩm như này nhá. Và anh em mình có thể mua thêm cho em là thêm 2 pin nữa thì là giá sẽ là 1.100.000. Đấy, siêu rẻ cho anh em mình luôn nhé trong buổi livestream ngày hôm nay. Và sau đây thì em xin phép test cái sản phẩm này cho anh mình xem nhé. Đầu tiên anh em sẽ lắp cho em mình cần tay cầm đây nhé. Tiếp theo là anh em sẽ lắp cho em cái ốp bảo vệ này. Thì mình có cái cửa ở đây thì các bác cần để vào đúng cái cửa nó này. Ok. Đấy. Và tiếp theo em sẽ lắp lưỡi anh em mình xem. Và cuối cùng thì các bác lắp pin cho em nhé. Ở đây sẽ có cần nối dài này,